Chào mừng quý vị và các bạn đến với livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lydia. Quý vị ơi, đây là hình ảnh của bạn Ngọc của chúng ta trước khi nâng mũi Mega 8D quý vị ạ. Chúng ta cùng theo dõi một vài hình ảnh tình trạng trước khi nâng mũi của bạn Ngọc của chúng ta nhé. Đây quý vị có thể ở hình ảnh chính diện này, quý vị có thể thấy là cái phần gần như là cái sống mũi của bạn ấy thì chúng ta không thấy đâu đúng không ạ? Cái phần gốc mũi rất là thấp này và cái dáng mũi thì hơi bị ngắn một chút, và đặc biệt hơn cái phần đầu mũi này khá là to và cánh mũi thì bị bè sang hai bên nhé quý vị nhé. Đây, ở cái góc nghiêng này thì quý vị có thể thấy là cái phần gốc mũi rất là thấp. Đây ạ, phần gốc mũi rất thấp và đầu mũi thì rất là to. Đặc biệt hơn là ngoài cái tình trạng đầu mũi to thì cái da đầu mũi của bạn thì cũng khá là dày ạ. Đây, ở hình ảnh này góc 45 độ là thấy rõ hơn cái phần độ võng của cái sống mũi rất là nhiều đấy ạ. Đây, cái phần gốc mũi rất là thấp và đầu mũi thì khá là to này. Đầu mũi dày và cánh mũi bị bè sang hai bên nhá. Đây là một vài cái góc. Và đây là hình ảnh lúc mà bạn Ngọc của chúng ta cười thì cái cánh mũi bị bè sang hai bên. Dáng mũi này là dáng mũi đặc trưng của người Á Đông, tức là dáng mũi thấp thấp tẹt và hơi bị gãy một chút nha quý vị nhé. Đây là cái dáng mũi mà hầu như người phụ nữ Á Đông chúng ta rất hay gặp phải này quý vị này. Đó. Đây là quý vị hình ảnh từ dưới lên, quý vị có thể thấy là cái phần đầu mũi khá là to và đặc biệt là cái mũi bị bè sang hai bên. Và cái trường hợp này thì bác sĩ cũng có tư vấn nâng mũi bán cấu trúc Mega 8D, ngoài nâng sống mũi, ngoài nâng cao sống mũi ra, bọc đầu mũi bằng Mega đầm, bác sĩ còn phải thu nhỏ đầu mũi và kéo cao lên để không cần phải cắt cánh mũi nhưng mà cái dáng mũi của chúng ta vẫn cao và thon gọn nhé. Và đây là hình ảnh sau 45 phút quá trình phẫu thuật ạ. Quý vị thấy có sự khác biệt không ạ? Gần như là những cái khuyết điểm của mũi cũ đã được thay thế bằng một cái dáng mũi rất là cao tây đúng không ạ? Mà vẫn có những cái độ võng tự nhiên là phù hợp với cả gương mặt của bạn Ngọc của chúng ta. Đây vừa mới làm xong, có một chút, hơi bị một chút, gọi là tím một chút, nhưng không sao cả. Mũi này nói chung là cơ địa của bạn Ngọc của chúng ta thì cũng hơi dữ một chút đấy ạ. Đây, nhưng mà rõ ràng là cũng không thấy cái tình trạng mà bị sưng nhiều đâu ạ. Đây, chúng ta cùng theo dõi một vài cái góc quay để thấy là cái dáng mũi của chúng ta lên rất là đẹp nhé quý vị nhé. Đây, góc nghiêng đây ạ, dáng mũi được đẩy lên rất là cao, xuất sắc đấy ạ. Đây, chúng ta cùng theo dõi ở cái góc chính diện này một chút này. Quý vị có thể thấy là cái phần sống mũi rất là thẳng, và nhìn ở đây thì chúng ta đã nhìn thấy là phần sống mũi rồi đúng không ạ? Đây, rất là đẹp. Và chúng ta cùng giao lưu với bạn Ngọc một chút để cùng hỏi bạn ấy xem cái cảm giác cũng như là cái trong quá trình làm thì bạn ấy cảm thấy thế nào nhé. Chào Ngọc. Ngọc ơi, Ngọc có thể cho mọi người biết là không biết trong cái quá trình mà mình làm phẫu thuật ấy thì mình có bị đau hay mình khó chịu ở đâu không nhỉ? À, em có thể nói to hơn một chút được không? Bởi vì là nghe cũng không rõ. Không đau một chút nào đâu ạ. Làm nhẹ nhàng, em thấy cũng nhanh. Cũng nhanh thôi đúng chỉ không? Chỉ có nói là mình hơi tâm lý trong một chút thôi. Đúng rồi ạ. Không đau. Thường thường là trước khi vào làm phẫu thuật thì gần như là ai cũng sẽ bị tâm lý rất là nhiều. Và đặc biệt trường hợp bạn Ngọc là lần đầu tiên giao kéo đúng không? Lần đầu tiên nâng mũi ạ. Nhưng mà không phải công nhận là cái kết quả của chúng ta rất là xuất sắc đúng không ạ? Không biết là em biết đến thẩm mỹ viện Lilia thì thông qua hình thức nào nhỉ? Bạn em làm ở đây và giới thiệu cho em nhé. À, đây là một trong những cái trường hợp cũng khá là đặc biệt là bạn Ngọc thì đã có bạn làm ở đây rồi. Và mũi lên cũng rất là xuất sắc, và vì thế là bạn Ngọc thấy đẹp thì bạn ấy cũng đã đến đây. Và bạn Ngọc ấy thì là vừa mới đến đây tư vấn một cái là thấy hợp lý, một cái là bạn ấy đăng ký làm luôn đấy ạ. Cũng may là bác sĩ đang hơi chống địch một chút, là như thế là chèn bạn Ngọc vào để làm luôn cái ca mũi này đấy ạ. Không biết là em sau khi em làm xong ấy thì mình soi gương thì mình có thấy hài lòng cái dáng mũi này không nhỉ? Rất là hài lòng đúng không ạ? Khoảng 7 đến 10 ngày nữa thì bạn Ngọc của chúng ta sẽ đến đây tháo băng và cắt chỉ. Thì thời gian đấy thì chúng ta sẽ gặp lại bạn Ngọc và giao lưu với bạn Ngọc sau được không ạ? Cảm ơn Ngọc nhé. Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo ạ.